afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review bộ trang phục Quý Bà Rồng Đỏ của chị Rimwick. Thân xác một con rắn nhưng mà tạo hình bữa nay là một con rồng nha mọi người. Giống như kiểu là thợ săn rồng của nhà soạn nhạc sẽ đi kiếm bà này để thịt vậy đó. Đây. Bé hầu với một mái tóc búi khá là xinh. Wow. Nếu như mà bà này điểm thêm vài hiệu ứng nữa, mình thấy cái này nó cũng na ná trang phục S ấy. Thêm tí màu sắc vô cái bộ đồ nữa là xịn sò luôn. Rimwick với một mái tóc rất là cam. phụ kiện B. Và chơi Rimwick thì thật sự bây giờ khó. Xóa hầu thì lỡ ngỡ cái là mất hầu. Xong rồi nhiều khi mình chơi thì quan trọng là đánh được tụi nó nữa. Bây giờ thì các bạn thấy tụi Rimwick bây giờ đuổi sơ thì cũng khá là khó. Bởi vậy là mình sẽ cầm chó hoặc là tốc biến tùy theo trận đấu. Ở map này thì mình sẽ dùng chó nha. Để coi bên này có ai. Mái tóc màu cam. Và nó được uốn cái đuôi. Ôi sao mà bây giờ lại gặp Vũ Công vậy trời. Chị ơi em tới nè. Đặt nhạc vậy má. Bớt nhạc coi. Trời nó đi nhanh. Quá nhanh. À. Con gái của mẹ tới nè. Rồi, nhạc nữa. Nhạc hoài. Chết đi. Sao mà xăm mình vậy? Dám đi vô cái vùng này. Trong khi con hầu đang đứng đây. Tóc búi rất là đẹp nha. Nhìn rất là cute. Nhưng mà so với độ tuổi mà búi cái độ tóc này thì mình thấy nó hơi già. Trẻ con ấy. Một con hầu nữa. Đạt nhạc luôn. Hai hộp nhạc hết thời, còn một hộp nữa. Bên kia đã nổ máy rồi. Ủa sao ai nổ máy đi nhanh dữ hả? Trời ơi, em gái của chị. Nghĩ sao mình đánh ghế vậy trời. Rimwick thì mình sẽ lên cái điểm gồng con đánh được tăng tốc độ chạy. Và nó sẽ được hồi phục trong vòng 4 giây nội tại. Cái này thì mình thấy cũng khá là ngon và mọi người cũng có thể là lên để đuổi người nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nghĩ ra support đỡ chó vậy. Để mình tạo một con hầu bạn này xong rồi mình sẽ dùng hầu của nhà soạn nhạc gõ bà mù. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải chó mà lên ghế ngồi. Tới liền. Nếu như mà mình tạo hầu của bà mù, mình đánh bà mù thì sẽ phải mất thêm một con hầu nữa. Cho nên là mình sẽ quyết định chọn một bạn khác để yểm hầu. Rồi sau đó là mình sẽ đánh và cho lên ghế. Tuy là nó có một cái nhược điểm là mình sẽ không biết được bà mù sẽ ở đâu. Nhưng mà thôi kệ, đỡ bị mất hầu rồi còn hơn. Trời ơi. Ủa sao đánh ghế hoài á, đứng gần đây luôn á. Đống mùi, một đống bùi nhùi vậy trời. Ba hộp nhà xong. Trời ơi thì đừng đi đâu nữa. Chị để lấy con chủ thể ra tạo hầu thôi. Quá mệt mỏi với cái tinh thần này. Với tạo hình là một con rồng, ở đuôi thì sẽ có cái gọi cái vảy đúng không? Không phải. Cái mà nó cứ nhú 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 ở trên lưng của mấy con rồng gọi là gì ta? Ra. Ủa? Ấn lộn hầu mới ghê chứ.
Nhẽ ra là mình phải đổi sang hầu 3 mới đúng á. Chết đi. Nhà soạn nhạc nữa nè. Nhẽ ra quả đấy là mình phải đổi sang hầu số 3 nhưng mà ấn lộn chủ thể. Ghét ghê. Rồi bị đánh xong cái chạy luôn. Rồi giờ ai cứu chị? Giờ hiến thôi chứ cứu gì nữa. Trời ơi, xóa hầu sao? Blink. Yellow blink in như ở đi. Chết. Tạo một con hầu ở ngay từ từ đã để mình cam. Không là thanh niên kia nó cứu, thanh niên mặc váy đúng không? Sao? Cứu không ạ? Có khả năng hiến rồi đó. Yellow blink in như ở đi. Chị tới nè. Không có quan tài. Quan tài dành cho nữ vũ công rồi. Cái rìu của nhân vật này cúc. Cái cuốc chim của nhân vật này mình thấy khá là đẹp. Cảm giác cái hitbox của nó sẽ ngon lành cành đào hơn là so với cái ba cái chày, cái cối gì của bà Rimwick. Thì nó dễ đánh. Giống như bên thiếu nữ trong tranh ấy. Có cái que thu thai ấy. Trời ơi, ta nói hitbox nó gớm. Gớm kinh khủng. Ủa, hầu 2 mới đúng đúng không? Đâu rồi? À đây nè. Sao đánh thế? Trời đất ơi. Bây giờ mình sẽ phải coi sao hầu 2 nó sẽ đi theo nữ vũ công rồi. Không mất dấu được. Là tẩm liệm bay rồi đó. Cho tẩm liệm thêm một con hầu nữa nhé. Tới nè cưng ơi. Chạy hả mày? Hả mày? Mà sao mình thấy mấy cái chi tiết kiểu nó rất là nổi bật ở cái bộ trang phục thì thường thường nửa e làm kiểu rất là sơ sài. Nó không có được mượt giống như là mấy cái tựa game MOBA. Ví dụ như là cái áo choàng hay là cái tóc ấy. Mọi người thấy tóc á. Tóc là phải mềm mại. Bà này giống như kiểu nhúng vô cái hố xi măng vậy đó. Nó khô mà nó cứng. Nhìn nó kiểu rất là không có được mềm mại cho lắm. Cho nên là khi mà mình chơi thì mình thấy nó không có được đẹp. Giống như mấy tựa game mà Liên Quân ấy. Thường thường là trang phục nó không có được nhìn rõ lắm. Tại vì cái nhân vật ở trong game nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà được cái mình nếu mà nhìn kỹ thì tóc đồ sẽ có một cái gì đó nó mềm mại, nhìn nó dễ nhìn. Trời ơi. Trời ơi, tôi thấy mà tôi tỉnh ngủ liền luôn á. Đâu? Chạy qua đây không? Đâu rồi? À, lên đó. Mới dùng bling rồi chưa hồi nữa. Để mình đẩy con hầu ra thôi. Muốn giết bốn cơ, bây giờ không có ai đi sửa máy. Đây rồi. Lục hòm này. Trời núp. À. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ngàn năm mới có một cái bling đó. Cái tên trang phục tiếng Anh của bà này nó cũng liên quan đến một con rồng. Mọi người có thể lên Google để gõ cái tên nó ra và mình sẽ kiếm. Lúc đầu thì mình nghĩ là con rắn. Nhưng mà sau khi mà xem lại cái thông tin đấy thì nó lại là một con rồng mọi người. Một con rồng cá. Mà con hầu này nhìn nó không có liên quan đến con rồng đó nha. Nó làm sao ấy, kiểu giống mấy skin như giống như mấy con bé bình thường thôi. Rồi mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở map làng ven hồ. Thiệt sự thì từ khi mà sửa cái con Rimwick nó tàn xong rồi mình chơi kiểu nó cũng không có được giỏi nữa, kiểu nó tàn sụp tàn canh.
kiểu nó làm sao ấy, bắt người nó khó, không biết chơi luôn á, giống như kiểu là không biết chơi luôn ấy. Ơi sao cưng ơi, sao cưng, cưng đập cái ván cưng tàn canh với chị vậy cưng. Trận này mang Blink nha, trời ơi cái map này. À, tôi chắc phải phá ván thôi. Đây, con hầu nữa nè. Bây giờ là không dạy mày là không được mà. Ồ, nhảy vô đó là tới số rồi. Đâu, con hầu đâu, lên đây coi. Lên đây, tốc biến lên gõ vô cái đầu nó. Thực ra thì đào vàng đầu game có một cái 500 thôi, cho nên là nó cũng không có bully mình được nhiều lắm. Wow. Wow. Bất ngờ không mà già. Bé hầu skin này xinh nha, với mái tóc màu khói hả? Bà chim mới khói trời. Mình không dám dùng Blink qua, sợ người ta biết. Một cái máy kia nổ, khả năng cao là sẽ có người từ hướng đó sang. Hai máy. Hello mọi người dưới trời đông cô đơn. Ai qua? Wow. Ô, tới nè. Vô. Vô. Rồi. À, thơm bơ mời bạn ăn nha. Ok, bây giờ là cái vòng tròn đỏ nó được mở khá là rộng, cho nên là mình may quá. Mụ mỹ nhân đứng gần đây có khả năng cao là ra để dịp sọ, hít sọ rồi đó. Ủa, gì đẩy hầu tôi bà nội? Các bạn quên là mình còn một con nữa hả? Máy thì không sửa, đứng mà quay tay. Đồ cứu không má? Mất vòng. Blink. Ôi, thầy cô luôn. Quá thơm, tưởng đánh ghế cơ. Chết giùm. Gì vậy? Biết sợ thế giới đi trời. Thanh niên đào vàng kìa. Không hiểu. Không sợ mọi người ơi. Có Blink rồi nè. Ok à, tới liền à. Ủa có ai cứu không? Rồi xong, tàn ốp. Tàn sụp. Ưu tiên nhất đào vàng trước nha. Giết được ai thì cứ cho người đó lên ghế trước. Chứ không là kiểu thả ra lại heal lại bắt lại nó mệt. Rồi bây giờ sẽ nhổ luôn bản mỹ nhân. Mà mọi người nhớ nha, con hầu thì mình khuyến khích là dùng hầu chính để nhấc hơn ấy. Nhiều khi mà ví dụ mình dùng kẻ đào vàng mình nhấc nó chết nó mất là coi như là không cốc luôn, là thả bóng á. Hoặc là mình có thể dùng hầu của chính cái bạn đang ngồi trên bóng đó thì mình sẽ nhấc nó sẽ an toàn hơn. Chứ không đang nhấc bạn này xong cái tự nhiên xóa mất hầu đi lại rớt bóng xuống thì rất là bực bội. Ai da. Đánh hết. Đúng là dùng Blink mãi keo mãi chanh mà. Cái map này nó có hai ghế chết. Một là cái ghế này, hoặc là cái ghế ở chỗ đào vàng đầu tiên ngồi ấy. Hai là cái ghế ngoài bờ biển. Nhìn rất là nản luôn. Ôi. Ủa sao mấy con bọ này nó khó chịu dữ vậy ta? Cứu ông má. Trời ơi, em tới nè. Play. Ui dồi. Hay đấy nhờ. Trời, tự nhiên cái xe ông mua chó mèo đi ngang qua. Ai có chó bán mèo đi. Ủa là sao má? Là mua chó hay là hỏi mèo? Hỏi mua hỏi chó hay là mua mèo? Ai có chó mèo bán nào? Cắm mắt.
chạy giùm. Thêm con hầu nữa. Wow, shipper shipper. À, SNSD thì có bài Mr. Taxi. Còn Hoàn Tác 01 sẽ có bài Mr. Shipper nha. Mr. Shipper 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 shipper. Ôi nước chua, thế giới nước chua. À. Ủa gì tự hiêu rồi? Ủa sao mắt nó không soi được vậy? Ê mọi người thấy dùng bổ trợ cắm mắt nó có vui không chứ tôi thấy không vui. Biết nãy để lại cái tốc biến là ok rồi, hay thả chó đồ á, ngon. Con hầu gì mà nó xa xôi vậy trời. Đi ra đây coi. Ngóc cái đầu lên giùm. Người đã xóa hầu của mẹ rồi. Đâu rồi? Bên kia tự heal. Thực ra thì bắt cũng nhanh thôi, nhưng mà muốn giết 4 ấy. Chứ thắng 3 thì nó không có hay, mình thích bắt 4 hơn. Bất ngờ không? Một người, thêm người nữa. Còn hầu là còn thời nha. Chưa hết hầu là lỡ ngỡ là thua luôn á. Rồi. Đấy mọi người thấy không? Lỡ ngỡ là mất hầu à. Nhanh lắm. Không tưởng tượng được luôn cơ. Đâu có ai ngờ là Rimwick đổi cắm mắt. Đâu có đuôi. Nhưng mà vẫn đổi. Chết đi ạ. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây. Và chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ. Và nếu các bạn có phụ kiện nào xịn xịn trên hệ điều hành iOS thì có thể inbox cho mình mượn nha. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình để có những clip như thế này. Và bye bye.